phải. Từ phải thì bao nhiêu bạn sẽ đảm nhận 3 vị trí 3 giây là 1, 2, 3. Và cách rẽ của từ phải là trong đoạn intro là 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 2. Từ tay trái. Từ trái thì chạy lên các phím. Phím số 12, dây số 1. Số 10. 8, 7, về lại 10, 8, 7, 3, 2, 0, 12, 10, 8, 7, 10, 8, 7, 3, 2, 0. Cái sau đó các bạn nghe tay phải và tay trái. Tay phải các bạn rải theo 1 2 3 2 1 2 3 2, và tay trái các bạn ghép phím vào. Mình ghép thử rồi 1 2 3 2. Các bạn lưu ý là mình sẽ qua phím 8 và 7 hai lần, và lần đầu tiên thì mình sẽ chỉ ở phím 8 phím 7 mình sẽ đánh là 1 1 2, tức là nó ngắn hơn một nửa so với các phím còn lại. Ở phím 12 và phím 10 thì rã như bình thường, như ở phím 8 phím 7 thì 1 2 1 1 2 và chuyển. Khi kết thúc ở 2, 3, 2, 0 thì các bạn chập một lần dây số 1, dây số 6 cùng một lúc. Đồng thời các bạn giữ ở phím số 3, dây số 1, dây số 6. Phím số 2, dây số 1, dây số 6. Sau đó buông. Mình làm lại ha. Các bạn cho làm một lần nữa và như thế này. Lúc này kết thúc sẽ khác hơn với lúc đầu một chút. Về tay phải các bạn sẽ giữ phím số 3, phím số 3 dây số 6. Tiếp theo là các bạn sẽ giữ phím số 2 dây số 6, phím số 2 dây số 3 và phím số 3 dây số 2 như thế này. Tay trái các bạn sẽ chập lần lượt dây số, chập một lần dây số 6, dây số 2, dây số 3. Và khi buông ra thì các bạn sẽ chập một lần dây số 6 và 3 dây cuối như thế này. Mình sẽ trả lời hoàn